chấp nhận và tin vào thiên đàng. Những người cũ lại đây và cho em vô bất cứ chỗ nào quý vị có thể, được không? Lại đây, quý vị lại đây nào, lại đây với má mì. Hôm nay má mì rất đẹp, cảm ơn quý vị, mỗi ngày đều đẹp. Biết không, trong bếp của tôi có vài thứ ta thậm chí không bao giờ để ý tới. Ta mang ra đây cho quý vị, mỗi người một ít, ok, được không? Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nhìn đẹp không? Dạ, rất đẹp ạ. Phải. Cái này dễ thương. Long thuần chai thật tuyệt. Được, quý vị chia ra. Ok. Mỗi người một miếng. Ý quý vị là gì khi nói ồ? Tôi cũng không biết đây là gì nữa. Sâu trái cây. Ai được thì tốt, ai không được thì cũng không sao ha. Như vậy đó. Đây, chia ra nhé. Chia ra. Cảm ơn sư phụ. Chia ra. Cái này cho mấy người phía sau. Tôi không thể ra đó. Đó, chụp được không? Thanh kẹo năng lượng thuần chai. Tài xế của tôi rất thích cái này. Thanh kẹo năng lượng. Có bao nhiêu năng lượng trong một thanh? Đây, quý vị chuyển ra phía sau. Được rồi, cái này quý vị lấy sau. Trên gác không có. Trên gác không có gì. Tôi muốn cho quý vị thấy là thuần chai thật tuyệt, rất là tuyệt. Long thuần chai thật tuyệt. Trông tôi đẹp. Ngài thật tuyệt, sư phụ. Tôi trông khá đẹp. Đúng, trông như... Có vẻ như quý vị còn có thể dồn vào thêm nữa, đúng không? Biết không, còn nhiều người không có gì cả. Xin lỗi nhé. Hãy đem cái này đi cho mọi người. Sao quý vị không làm? Hãy đem chia ra đi. Tại sao luôn là phái nam? Có nghĩ sư phụ muốn mấy cậu đó làm? Họ nghĩ họ là ai đó đặc biệt à? Cô có thể làm. Mỗi người một ít. Chỉ để giữ yên lặng, hiểu không? Giữ họ yên lặng. Quý vị biết cách giữ cho trẻ em yên lặng không? Chỉ cần cho chúng ít bánh kẹo chúng ưa thích. Rồi ai nấy đều vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ đến với những người may mắn. Đây, đừng lo. Sẽ đến. Đây, một ít nhé. Vui vẻ đến với những người may mắn. Còn quý vị kia thì sao? Cô đi phát ở phía sau nhé. Mỗi người một ít nhé. Một hoặc hai cái. Đi. Dạ. Nếu cô có thể đi. Đang đến đây, đến đây. Ai chưa có đừng lấy quá nhiều. Chỉ một ít đang bây giờ thôi. Rồi sau đó vị sẽ có nhiều hơn. Người Nhật hả? Này, nhanh lên, mỗi người một ít và trên gác nữa. Rồi chúng ta sẽ ngồi lại bàn. Những việc lớn lao như là Phật Pháp. Đúng rồi, quý vị chia cho nhau. Được, nhưng trên gác chưa có. Nhờ cô chuyển cho tôi cái giỏ. Cho đằng kia một ít, mang lên gác. Cho nhóm thông dịch và mấy người trên đó. Họ bị bỏ quên luôn. Lúc nào cũng bị bỏ quên. Vì họ bị khóa trên đó, không ai quan tâm đến họ. Không phải cho họ tất cả đó, chỉ một nửa thôi, một nửa là đủ rồi. Hoặc một phần tư cũng được, vì sẽ có thêm sao, hiểu không? Nếu không, càng cho nhiều thì họ càng lấy nhiều rồi, sau đó không còn gì nữa. Chỉ cho những người còn lại trên gác, được, đi. Đủ rồi hả? Ok. Còn ai chưa có không?
Con chưa có được cho họ. Đây, đây. Chúa ơi, quý vị lấy nhiều quá. Như thế là nhiều lắm. Chỉ hai cái kẹo thần chay thôi, hai thôi. Con chia với mấy người ở đây ạ. Được, vậy chia cho mấy người còn lại đó. Đi, đi, đi. Những người chưa có, chỉ lấy một hoặc hai cái thôi. Chúa ơi, quý vị như người ăn trộm vậy. Quý vị mang cái giỏ này đặt ở đó, để quý vị có nhiều chỗ hơn, cũng để tránh khỏi bị cám dỗ. À, đặt ở đó. Tôi đã phạm một lỗi. Tôi không nên bắt đầu việc này trước. À, cái này ở đó. Không, không. Ở phía trước đây, đây, đây. Để chúng ta có thêm chỗ. Bây giờ ổn rồi ha. Quý vị cần thêm nữa không? Người nào không có, giơ tay lên. Người phía sau đó, lại đây, lại đây. Lại đây, lấy một ít. Lại đây. Đến đây, lấy một ít trong giỏ đó. Giỏ đầu tiên. Ồ, họ ăn mọi thứ và không cho quý vị gì sao? Gầy quá rồi. Lấy bất cứ gì. Phải, lấy một ít. Giỏi, cô bé ngoan. Trước mặt tôi, cô ấy chỉ lấy hai cái, nhưng nếu tôi không có đây, cô ấy sẽ lấy hai giỏ. Tốt, quý vị tự mình cư xử tốt. Mấy người thăm dịch có chưa? Một ít, phải không? Một ít thôi sẽ có thêm sao? Rồi, nếu có máy điều hòa thì không cần cái quạt này, quý vị có thể quay nó về phía mọi người không? Để họ được mát hơn. Hôm nay tôi mát mẻ rồi, thế không? Tôi đã chuẩn bị. Tôi không dám mặc những loại quần áo dày và trịnh trọng, nóng lắm. Như thế này trông giống mùa hè, giống mùa xuân. Mùa xuân nhiều hoa. Xuân đã về. Xong rồi, phải không? Vâng, sư phụ. Tốt. Nhưng vài người mới, họ không có gì đúng không? Có hả? Được. Nếu ai không có, thì những người có nhiều, đưa cho họ một hoặc hai cái. Để cho trẻ em vui mà. Cô có thể lấy một ít trong cái giỏ đó. Cảm ơn sư phụ. Cô cũng muốn giữ dáng mà, phải không? Dạ, vì bạn trai mà. Tôi không hiểu sao. Ý tôi là cô bé tội nghiệp. Tôi muốn cho quý vị biết điều này. Quý vị ăn xong chưa? Quý vị có thể vừa ăn vừa nghe nhé. Quý vị không phải nghe bằng miệng, phải không? Nhưng đôi khi mình ăn rồi nghe rắc rắc ở trong tai, quý vị cũng không thể nghe được gì. Nhân tiện khi ta nói lá cây, có nhớ danh sách không? Quý vị đã xem hết các băng hình chưa? Ý tôi là những băng hình mà ta nói mấy ngày trước đó, những băng hình trước đó. Dạ, chưa hết. Chúng con chưa xem danh sách ạ. Chúng con đã xem nhiều, nhưng chưa hết. Chưa hết. Ồ, rồi bây giờ tôi sẽ nói với người điếc hay sao? Không ai hiểu gì sao? Khi ta nói lá cây dùng được, quý vị phải xem phim đã. Tôi không thể nói lại từ đầu, mất nhiều thời gian quá. Đúng không, cho cô? Khi ta nói lá cây dùng được, không có nghĩa là... Cái này chỉ áp dụng cho quý vị khi quý vị tự thu hoạch. Nhưng khi quý vị mua trong siêu thị, họ cũng đã cắt nguyên cả nhánh cây rồi. Vì vậy, khi ta nói lá dùng được, có nghĩa là khi họ bán chỉ có lá như thế này, không có nhánh, không có gì nói liền với cây. Ý là phần cứng lớn. Vậy nên khi quý vị tự thu hoạch, quý vị chỉ cắt như vậy thì được. Nhưng nếu cắt nguyên cả nhánh thì cây, một số cây cảm thấy đau, một số thì không. Ví dụ như cây này có đau. Đó là lý do tôi không liệt kê trong đó, nhưng lá cây thì được. Nhưng nếu quý vị lấy đi cả nhánh thì khác. Nên bất cứ cây nào mà quý vị không chắc thì chỉ lấy lá thôi nhé. Chỉ vậy thôi. Chỉ lá thôi, không gì khác. Và khi tôi nói về những loại như là họ cam quýt, họ cam quýt nếu quý vị không bẻ cuốn hay phần đầu của trái. Ở đây có một phần cuốn hình giống như ngôi sao.
nhiều trái cây có cuống như vậy. Nếu quý vị hái luôn cả cái này, cây sẽ cảm thấy đau, tổn thương. Không nhiều nhưng có cảm thấy đau. Và nếu nó như thế này, thấy không? Không còn gì thì được. Khi quý vị mua trong siêu thị hoặc trong chợ, quý vị có thể lựa những loại này. Có nhiều cơ hội hơn. Có thể nó bị rụng hay sau đó như vậy, phải không? Nhưng có nhiều khả năng là họ đã không hái cuốn, hiểu không? Hiểu hả? Hoặc vài loại trái cây như là trái này, thậm chí loại trái cứng, nhưng họ không hái cuốn hoặc phần đầu của trái. Không có liên hệ gì giữa cây với trái cây, thì cây không cảm thấy đau, hiểu không? Bây giờ rõ rồi hả? Dạ, tôi ước gì có thể dẫn quý vị đi siêu thị, nhưng như vậy cả siêu thị sẽ gọi cảnh sát đến bắt mình. Mấy người này định ăn cắp. Nhiều người quá, họ định làm gì thế? Với lại như thế ồn ào quá. Quá ồn ào, họ đến bắt đi. Ví dụ vậy, đại loại như thế. Dù sao, quý vị cố gắng nếu muốn. Và giảm thiểu những thứ khác, nếu quý vị thật sự muốn, được chứ. Và nếu như quý vị phải làm vậy, thì quý vị phải xin lỗi, cảm ơn và mọi thứ. Dù sao, mỗi khi dùng bữa, quý vị cũng nên cảm ơn. Quý vị cảm ơn mọi chúng sinh thiêng liêng hay trần thế. Tất cả đã góp phần tạo ra những trái cây hay bữa ăn ngon mà quý vị sắp dùng. Phải biết ơn. Dĩ nhiên, họ cũng lấy đi một phần công đức tu hành của quý vị để thăng hoa, để thăng hoa. Và nếu quý vị có nhiều công đức, quý vị có thể ăn bất cứ gì. Không chỉ vậy thôi, nhưng mình cảm thấy buồn. Thì biết họ bị đau. Giả sử những cây đó, bởi vì họ không thể la lên, đó là điều tệ nhất, cũng giống như quý vị vậy. Nếu quý vị bị cột lại hay là bị làm cho bất động rồi ai đó cứ đánh liên tục hoặc cắt quý vị trong khi quý vị không thể làm gì, điều đó thật khủng khiếp, hiểu không? Mình có thể chạy, có thể đấu tranh và có thể la lên nhưng cây không thể. Thực vật thì không thể. Nhưng như tôi đã nói cho quý vị, danh sách tuy không đầy đủ nhưng là một vài thứ cho quý vị sử dụng nếu quý vị muốn dùng những loại đó nhiều hơn thay vì luôn dùng những thứ khác. Hôm nay tôi ra biển một lúc. Tôi đã ra biển, dù bây giờ là mùa đông, nhưng vài người đã ra đó rồi, và trẻ em chơi đùa rất nhiều. Và sau đó tôi đã cảm thấy cô đơn. Tôi nhớ đến quý vị. Tôi nói với quý vị rồi, tôi chỉ cô đơn khi ở quanh mọi người. Tôi không cô đơn khi ở một mình. Tôi cảm thấy sung sướng, cảm thấy chính mình, cảm thấy dễ chịu. Cho nên lúc nào đó, nếu quý vị muốn nghỉ ngơi, quý vị hãy tìm chỗ nào đó biệt lập. Tôi hứa là quý vị sẽ không cảm thấy cô đơn. Hoặc có thể quý vị sẽ cảm thấy cô đơn, tôi không biết. Có thể vậy, vì quý vị không phải là tôi không phải là quý vị, tôi không bao giờ biết. Nhưng đối với tôi là như vậy, tôi luôn cảm thấy cô đơn. Khi tôi có nhiều thị giả, ví dụ vậy, hoặc khi tôi ở giữa đám đông, nhất là tôi không biết, thật sự, có vài đám đông làm quý vị cảm thấy cô đơn hơn. Nhưng khi tôi ở cùng với mọi người như vậy cũng được, khi họ không biết rõ về tôi, như là khi đi siêu thị hay gì đó, và rồi tôi sẽ rất vui khi về nhà, về với chính mình. Rồi tôi không cảm thấy cô đơn như thế nữa. Nhưng nếu tôi ở lâu giữa một đám đông như thế, như là sống trong thành phố, hay trên bãi biển hay gì đó, thậm chí không có quá nhiều người, nhưng vẫn có người và cảm giác cô đơn này. Và buổi tối, khi mọi người đi hết, quý vị cảm thấy trống rỗng một lúc. Nhưng nếu quý vị biết, đó chỉ là tạm thời, quý vị sẽ không cảm thấy buồn. Rồi tôi nghĩ về quý vị, cô nàng tội nghiệp. Cô nàng hẳn cảm thấy cô đơn mỗi ngày. Và căn hộ càng lớn, quý vị càng cảm thấy cô đơn.
Như là đôi khi tôi phải sống trong một căn hộ, tôi không thể chọn căn hộ nhỏ hơn vì nhiều khi không có. Rồi một căn hộ lớn và tôi ở một mình, sống một mình. Mặc dù tôi đã đóng cửa và không dùng hai phòng kia, tôi vẫn biết nó có đó. Tôi vẫn biết có hai căn phòng lớn trống không, đang ở đó, không dùng làm gì. Rồi tôi cảm thấy như là cô độc. Nhưng đó chỉ là cảm giác, không giống như là tôi phải đi làm gì đó để khắc phục hoặc đi tìm một người bạn trai. Đó là sự khác biệt giữa tôi và quý vị. Tôi không cười quý vị hay gì cả, tôi chỉ nói là tôi hiểu quý vị, được chứ. Nhưng đó là hai thứ, hiểu ra và quý vị cố gắng tìm giải pháp để thoát khỏi sự cô đơn. Tôi chỉ chịu đựng nó, chấp nhận nó, cho tới khi nó đi khỏi hoặc tôi chỉ bỏ nó qua một góc. Nhà ngươi, sự cô đơn kia ở đó, ngồi đó. Vì có hai bạn chó mà vẫn cảm thấy cô đơn sao? Họ không làm cho vị vui hơn sao? Họ có, nhưng cái đó khác ha. Vị thích được vòng tay bao bọc xung quanh, nói chuyện ngọt ngào bâng quơ và mấy kiểu như vậy nếu anh ta có thể hiện. Vị hỏi thử cái cô hôm qua xem cô ta đã cầu xin thế nào để có được người chồng như vậy. Cô ta đâu rồi? Ồ, cô ta ở đó. Hãy nhìn cô ấy. Quý vị rất xinh xắn. Quý vị còn có thể cầu xin được người tốt hơn hay nhanh hơn. Quý vị chưa bao giờ cầu xin hả? Đúng không? Phải không? Quý vị chỉ lấy anh chàng trong quán cà phê, quán bar hay bất cứ đâu. Quý vị không cầu xin. Thảo nào. Dạ không, con quá bận rộn cầu xin những thứ khác, sư phụ ạ. Quý vị cầu xin những thứ khác cũng tốt, tốt. Nhưng có thể đó là điều quý vị muốn thì quý vị cũng phải cầu xin. Nhân tiện đây, quý vị phải tập trung trả nợ trước. Rồi quý vị sẽ có nhiều tiền, rồi quý vị có thể lựa chọn hoặc người đó cũng được. Được, tôi có tiền. Anh không phải đi làm nữa, mình chỉ cần ở bên nhau suốt ngày. Rồi có lẽ quý vị sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tôi giỡn thôi, hiểu không? Quý vị có thể đùa giỡn chứ. Giống như lần trước, quý vị còn nhớ mình có thơ, không không, nhạc kịch chân tình. Và tôi đã nói tôi sẽ quay lại với chồng cũ nếu ông ấy vẫn còn độc thân. Tôi đã quên nói là chỉ nói giỡn thôi nhé. Đúng, ý tôi là quay lại để làm gì, cả hai chúng tôi giờ đã già và ông ấy có một gia đình với đám con rồi. Hiểu ý tôi không? Làm gì bây giờ? Nhưng tôi nghĩ họ hiểu là tôi nói giỡn, phải không? Lúc đó vị có biết là tôi nói giỡn không? Dạ có, đúng. Nhưng những người ngoài họ có hiểu không? Nếu ông vẫn còn độc thân, nếu ông vẫn còn độc thân, tôi biết thế, nhưng đó vẫn là nói đùa, ngay cả nếu ông còn độc thân. Bởi vì họ đã la lên, hãy nói gì đó lãng mạn, hãy nói gì đó lãng mạn, quý vị có nghe thấy không? Dạ có, Chúa ơi, ở tuổi của tôi mà hãy nói gì đó lãng mạn, nói thế nào, ở đâu, để làm gì? Dễ thương thật. Có lẽ nhìn tôi trên TV thấy trẻ. Dạ. Và bởi vì đó là buổi nhạc hội lãng mạn, cô gái đóng vai của tôi vẫn còn rất trẻ. Và họ có lẽ không biết rằng tôi đã xa rời gia đình khoảng 30 năm trước rồi. Họ nghĩ có thể mới hôm qua thôi. Bởi vì vở nhạc kịch làm họ cảm thấy như là có lẽ cô ấy chỉ mới rời khỏi nhà ngày hôm qua hay gì đó, hay là vài năm trước thôi. Và có lẽ trên TV trông tôi trẻ bởi vì kỹ xảo phim hoặc ánh sáng hay gì đó. Tôi không biết nữa. Và rồi họ nghĩ tôi vẫn còn rất lãng mạn. Người đẹp lãng mạn cô đơn trên núi. Thật là những người dễ thương. Bởi vì mình có nhạc kịch này, có cả nhiều người ngoài nữa. Lãng mạn à? Chào ơi! Họ chưa đủ lãng mạn từ bộ phim sao? Ý tôi là vở nhạc kịch. Cái đó không lãng mạn sao, phải không? Dạ. Nhạc kịch có hay không? Dạ, thật tuyệt vời. Thật sao, quý vị thích hả? Dạ. Lần nào xem con cũng khóc. Lần nào quý vị cũng khóc. Dạ. Lần nào nghĩa là sao, quý vị xem lại nhiều lần hả? Dạ. Truyền hình vô thường xuyên phát lại. Ồ, phát lại. Được. Cả 12 phần. Tại sao quý vị khóc? Cái gì làm quý vị khóc? Mỗi lần con không biết, con tự nhiên khóc à? Khi xem chương trình con tự nhiên khóc, quý vị cũng khóc à? Dạ. Con trai cũng khóc sao? Tại sao? Ý tôi là phần nào làm quý vị khóc? Đôi khi những vị khách mời, khán giả, có gì đó làm họ rung động. Chúng con cũng cảm thấy rất cảm động. À, vậy quý vị khóc vì mọi người khóc. Dạ, một phần là vậy.
Vì cuốn theo chiều gió. Khi đến phòng phỏng vấn, những vị khách VIP, họ nói rất cảm động. Tôi hiểu. Chúng con thấy rất cảm động. Vậy tốt, vậy tốt. Tôi cảm thấy tất cả họ đều rất, rất, nói thế nào nhỉ, xúc động và thành tâm. Nhưng sao lần nào quý vị cũng khóc? Dạ, vì lời thơ. Vì lời thơ. Dạ, ca từ nữa. Không phải âm nhạc. Dạ, âm nhạc. Nó rất mạnh ạ. Thật vậy sao? Nó rất mạnh. Con bất ngờ vì khi xem con nó quá xúc động. Thật hả? Và mỗi lần con xem đều như vậy. Thật buồn cười. Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi hiểu. Dĩ nhiên tôi cảm kích điều đó. Tôi cảm thấy như là nó rất đẹp và tương tự thế. Nhưng có lẽ tôi đã trải nghiệm qua cuộc sống như vậy rồi. Đối với quý vị nó, mỗi lần xem chúng con đều để sẵn một hộp khăn giấy. Ồ, thật hả? Dạ. Đến mức vậy sao? Chỉ là tim con nó, tôi hiểu, nhưng phần nào đã làm quý vị khóc? Tất cả mọi bài hát, thưa sư phụ, mọi bài hát. Và con đã xem trực tiếp 2 lần. Con đã khóc sưng hết cả mắt. Chúa ơi, con cố không khóc chỗ đông người vì mỹ phẩm dính lên người áo. Ồ, thật tuyệt. Thật sao? Rồi bây giờ lấy máy ghi âm, quý vị phải lặp lại toàn bộ lần nữa để thông dịch. Ồ, nếu không họ cảm thấy bị bỏ rơi. Dạ, người Trung Quốc, người Âu Lạc Việt Nam, người Hungary và mọi người khác không hiểu. Quý vị lặp lại lần nữa. Mọi bài hát khiến trái tim con thật sự cảm động một cách kỳ lạ. Bởi vì bài hát, dạ, con đang mặc đẹp và con không thể ngừng khóc. Mỹ phẩm dính khắp nơi. Nó đã tác động mạnh mẽ một cách bất ngờ. Và dù bây giờ khi chúng con xem lại nhà, con để hộp khăn giấy khai sẵn ở đó. Con tự hỏi tại sao lại xúc động quá khi con phải. Nhưng tại sao ngay cả khi nói về nhạc kịch, con cũng thấy cảm động. Ồ, thật hả? Con không biết có năng lực gì đáng kinh ngạc trong vở kịch không? Chúa ơi, ồ, có lẽ chúng con có liên hệ rất nhiều đến câu chuyện của Ngài. Nó diễn tả tình yêu của Ngài mà con nhận cảm nhận được. Tưởng tượng như đó là quý vị, phải không? Dạ, chào ơi, tưởng tượng như đó là quý vị. Đó là lý do tại sao, phải không? Thật phi thường ạ. Phải. Vì không thể rời bỏ anh chàng đẹp trai này, ta biết vậy. Dạ, đó là bạn con, vừa là bạn, vừa là sư huynh, vừa là chồng ạ. Phải, một người bạn nhưng vẫn không thể rời bỏ. Và cô ấy không có gì, nhưng vẫn không thể rời bỏ. Cô ấy không thể bỏ họ. Rồi, còn ai khác khóc nữa không? Con ạ, dạ, tất cả quý vị, dạ, tất cả chúng con. Nhạc kịch thật hay ạ. À. Tuyệt vời. Con trai cũng khóc à. Tuyệt vời ha. Tôi thắc mắc tại sao quý vị khóc. Vì tình thương của Ngài. Chân tình. Đẹp. Nói là lớn đến ta. Dạ, tụi con khóc là khúc mà sư phụ đi tầm đạo. Đi Hy Mã Lạp Sơn trên đường đi. Quá gian nan cực khổ. Gặp bao nhiêu chướng ngại. Ồ, cái đó đâu ạ. Nhầm gì? Đấy. người ta trình bày có một chút thôi, tại vì thời giờ ngắn đâu có làm. Nhưng mà tụi con cảm nhận được suốt cuộc đời của sư phụ. Yeah, thank you. Cô ấy vừa nói cô đã rất cảm động bởi vì cô cũng khóc, bởi vì cô cảm nhận được con đường tôi đã đi để tầm đạo. Trên đường đi, con đường tôi đi lúc đó rất khó khăn, có nhiều chướng ngại và rắc rối. Nhưng tôi nói đó không là gì cả, họ chỉ diễn tả được một phần nhỏ bởi vì chỉ có khoảng 1 giờ, họ không thể trình bày hết. Vậy tốt, vậy tốt. Sự đấu tranh bên ngoài không nhiều, điểm chính là sự đấu tranh bên trong nữa. Bởi vì thật sự chồng tôi là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng nghĩ tới. Có lẽ tốt hơn chồng quý vị. Tôi không, con không biết. Ông ấy đã thọ pháp chưa? Có lẽ ông ấy đã thọ bên trong rồi, bởi vì tôi không ở với ông ấy. Nhưng ông ăn cho trường, nấu chay và mời tất cả hàng xóm. Sau khi tôi đi rồi, vì có những công thức, tôi đang nói về chồng. Tôi không nói về tu sĩ, hiểu không? Tôi không phải đang nói về một người tu hành. Với vai trò làm chồng, ông ấy là người đàn ông tốt nhất. Tôi không nghĩ tôi có thể là tìm được một ai khác như thế. Ông là người rất tử tế, rất rộng lượng và chu đáo. Rời bỏ ông ấy cũng rất khó khăn, nhiều dằn vặt hơn so với những trở ngại bên ngoài. Rồi, ai? Ai khác? Kể tôi nghe.
Kể tôi nghe bất cứ chuyện nào khác, bất cứ gì mà quý vị muốn nói với tôi, hay hỏi tôi, hay hỏi tôi bây giờ đi, hôm nay. Bông tay của ngài đẹp lạ thường, sư phụ à. Hả gì cưng? Bông tay của ngài đẹp lạ thường. Ồ, bông tay của tôi, con chưa bao giờ nhìn thấy kiểu bông tay này, thật đẹp à. Cảm ơn, đó là bộ sưu tập mới. Sư phụ, ngài có kế hoạch gì mà ngài muốn hoàn thành không à? Không, không có kế hoạch gì cả. Tôi đã làm việc đủ rồi, không cần thêm kế hoạch nữa. Sư phụ, con muốn hỏi ngài một câu. Làm cách nào mình có thể yêu thương hết mình và chân thật với cảm xúc của mình, nhưng đồng thời vẫn không bị ràng buộc à? Giữ cho không bị ràng buộc trong lúc thiền hả? Không phải trong khi thiền mà trong cuộc sống hàng ngày. Làm cách nào mình có thể yêu thương hết mình và chân thật với cảm xúc của mình, nhưng đồng thời vẫn không bị ràng buộc như sư phụ vậy? Việc đó khó. Gia phái có quá nhiều trở ngại trong cuộc sống. Quý vị cố gắng hết mình thôi. Những người không bị ràng buộc, có lẽ họ không có quá nhiều trách nhiệm, hoặc họ là tu sĩ. Tu sĩ trong quá khứ tập trung hơn. Việc đó khó hơn đối với những bà nội trợ và những người phải làm việc ở bên ngoài. Không sao, mình chỉ cố gắng hết sức thôi. Nói đi, nói đi. Dạ thưa sư phụ, trước khi chúng con qua bên đây về thuyền thì sư cô có nói là chúng con qua bên đây là nhận được sự gia trì của sư phụ, chúng con ráng cố gắng tập trung để mà mang về cái đất nước mình, để mà gia, sư phụ gia trì cho đất nước luôn, chứ không phải gia trì cho riêng bản thân đồng tu chúng con. Dạ, cho nên kỳ này qua tụi con cố ý qua con cầu sư phụ cho con được ngồi gần sư phụ, đang con nhìn cặp mắt sư phụ để mang cái lực lượng đó về cho đất nước tạm dung của chúng con tại Canada. Dạ, rồi sao mà đẩy tới đẩy lui, lần nào con cũng được ngồi gần con dẫn sư phụ. Đẩy gì mà nhảy lên đây chứ ai đẩy bà. Thứ mỗi lần nhảy mà nhảy không được. Dạ hả? Cứ... này nhảy được hả? Ok. Canada có mấy người đây nữa nè. À, hôm qua đó là anh chàng kia nè. À, Canada. Tài xế gia nở đại, tài xế giỏi đó. Where is he? Anh ta đâu? À, Canada. Anh ta cũng là người gia nở đại. Dạ thưa sư phụ, con nghĩ là đồng tu chúng con ở đây là toàn thế giới sang bên này để mà gặp sư phụ, thì nhận được sự gia trì của sư phụ khi chúng con trở về đất nước thì tất cả đều về trên thế giới, thì sư phụ đã gia trì toàn thế giới. Thì con nghĩ là nếu mà chúng con đồng tâm hiệp lực mà tập trung lại để mà nhận cái sự gia trì rồi về là đất nước tụi con được như vậy, thì con nghĩ là thế giới tốt hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Ok. Dạ, sư phụ sẽ cứu được thế giới, tại vì sư phụ đã gia trì cho tất cả thế giới qua đồng tu chúng con. Đâu cần mấy người gia trì, một mình được rồi, đâu cần mấy người đâu. Bà hôm qua cũng gia trì được vậy. Chúng con mang cái sự gia trì của sư phụ về. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, tốt, dạ. Tốt. Ok, very good. Như vậy tốt lắm. Ừ. Sao có học được tiếng Anh này chưa hay là không dạ, thèm? Dạ, thưa con nghe được, nhưng mà được, con học, nói thì nói khó cái giọng à. Con đang nghe không được. Nói thử coi. Nói gì đó? Nghe không được. Nói nghe không được hả? Dạ, thưa I love you. The most important, most important phrase. Dạ thưa sư phụ, cái bữa mà mấy bữa con lại trước đó. Dạ. Dạ con, tụi con mua vé máy bay thì tụi con tới 24 tây phải về. Nhưng mà tại vì mua vé máy bay mà về 24 tây thì quá mắc. Thành ra hãng nó nói về 26 tây rẻ. Thành ra tụi con về 26 tây. Thì con nghĩ là nếu mà sư cô như lời sư cô nói rồi tụi con ra mướn khách sạn ở, thì chắc cái lực lượng nó bị phân tán. Sao mai thay về đây sư phụ cho ở tới đúng ngày ngày mơi tụi con ra phi trường là về luôn. Thành ra mang cái lực lượng đó đi về Canada. Quá tốt quá. Dạ cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con nghĩ chúng con có điều gì mà đau khổ hay là trở ngại, sợ sệt con được cầu sư phụ là được ngay. Còn nếu sư phụ gặp những chuyện gì khó khăn, chúng con không giúp gì được sư phụ hết. Có sao? Vì cho nên hàng đêm trước, hàng đêm, hàng ngày, con đều cầu nguyện chư thiên, chư thần, long thần hộ pháp, bảo vệ sư phụ con, không cho người xấu tới gần. Oh, cảm ơn. Cảm ơn bác. Dạ. Sao cái chân sao vậy? Thưa không có gì. Không có gì.
Yeah. Yours? Yeah. Có vấn gì không? Oh, it's just play. À, chứ. Ý tiền là gì ha? Ok. Dạ thưa con, ở chung với mấy đứa con thì con nghĩ mình ở chung nó ồn ào khó mà thiền định được nhiều. Con có cái ý nghĩ con muốn xin một căn nhà riêng của chính phủ, nhà già để con ở. Con cầu sư phụ thì con nạp đơn, người ta nạp đơn thì ở waiting list khoảng 5 năm. Ừ. Con nạp đơn 5 tháng, con cầu sư phụ thì người ta kêu con, người ta cho con nhà ở. Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ mà thiền tốt hơn không? Dạ thưa tốt. Okay. Thưa con, nhà con không có để chỗ ngủ, chỉ có chỗ ngồi thiền. Ừ. Thì dù muốn dù không, ăn uống xong thì cũng lợi đó ngồi. Ừ. Thành ra không thiền thì cũng ngủ, không ngủ thì thiền. Ừ. Thành ra không có cái chỗ ngủ. Hiểu rồi. Dạ. Thưa con nhận được nhà lần đầu tiên. Nếu mà nhận nhà thì mình có thể 3 lần chọn. Lần thứ nhất nếu nhà không đẹp thì mình không lấy, người ta cho mình chỗ khác lần thứ hai. Dạ, nếu mà lần thứ hai mình không nhận thì người ta cho mình lần thứ ba. Chỉ có 3 lần chọn lựa. Nhưng mà con nhận lần đầu tiên, người ta cho là con nhận ngay. Con nghĩ là tại vì con cầu sư phụ. Thành ra cái gì mà tới đầu tiên là đó là sư phụ an bài. Còn nếu lần thứ hai, thứ ba đó là đầu óc của mình. Thành ra con nhận. Nhưng mà cái chỗ con nhận đó, chỗ ở đó nguy hiểm, phức tạp. Sao vậy? Dạ, không có an toàn. Nhưng mà con vô, con vẫn vui vẻ, con nhận. Con vô, con dán hình sư phụ đầy nhà hết. Con nói chắc không sao. Rồi con vui vẻ, con chấp nhận. Nhưng mà cái chỗ con ở lầu 3 mà lại đi thang bộ. Dạ, đi lên tới trển mệt muốn hạ họng luôn. Exercise hả? Dạ. Tại sao không chọn chỗ khác? Dạ, con nghĩ là lần đầu tiên sư phụ an bài cho con nên con chọn chỗ đó. À, ok. Dạ. Thì cũng được, không sao. Dạ. Mà đi lên đi xuống mệt không? Dạ, thưa con được dọn đi chỗ khác. Dọn chỗ tốt khác hơn. Hả? Dạ, kỳ này về dọn. Dạ, để con nói sư phụ nghe. Sao nó không chọn rồi, bây giờ là chọn là sao? Không, sư phụ. Cái con ở vậy con cũng vui vẻ, con chấp nhận, con ngồi thiền tốt. Con vô sao? Tới nhà, con nói trời ơi, cái nhà mình sao nè. Làm như cái cung điện, con nghĩ vậy, mà nó nhỏ xíu à. Mà giờ con nghĩ, tại con thấy dáng hình sư phụ nhiều quá, nó sáng như cái cung điện, con vui vẻ. Okay. Ở chưa được 3 tuần nữa. Nó lại gõ cửa, không biết ai, 3 giờ khuya lại gõ cửa sư phụ. Dạ, con đừng ngủ, con nghe tiếng gõ cửa cập cập, con lại đứng gần. Thì con nghe nói chuyện lào xào một hai người. Gõ không được, nó dặn cái quả lắc. Nó dặn dặn, cái nó làm như nó mở khóa mà mở không được. Mà con vừa giật mình thức dậy là con niệm năm vị với con niệm sư phụ liền. Mà con không sợ gì hết. Con nói nếu mà nhà nó có vô thì nó lấy quần áo, thì mình bận rồi thì cũng như quần áo cũ rồi. Thì đồ đạc cũng chẳng có cái gì. Thôi nó lấy rồi, cái biết đâu kiếp trước mình thiếu nó. Nó lại nó lấy. Tính sao? Vậy mà con niệm năm vị với niệm sư phụ, cái hồi nó đi mất tiêu. Không có gì hết. Con cũng không sợ, tại vì con nghĩ có sư phụ bên cạnh, con không bao giờ sợ. Rồi cái tới sáng lại con đi trình với ông superintendent. Thì ông nói không sao đâu, đừng có sợ. Để tao gặp ông sếp, tao nói với mày cho mày đổi qua cái building mới. Con tưởng ông nói hứa cho suông miệng. Ai giờ con đi canh cun về, ông nhét miếng giấy trăng phơ cho con. Ông kêu con điền đơn, mày điền đơn lẹ lẹ đi. Cái chỗ mới này có một phòng mà đi thang máy mà đẹp lắm. Nắng chiếu vô phòng khách. Con thì không ngờ con cầu sư phụ mà được như vậy. Thành ra giờ con tới đây con cảm ơn sư phụ. Giờ con nghĩ là người ta tới gõ cửa con cầu sư phụ thì con được cái chỗ tốt, còn người ta tới gõ cửa sư phụ thì không biết. Không thì sao, không sao. Chắc có lẽ con đồng tu chúng con mà đồng tâm hiệp lực cầu nguyện thì chắc không có ai dám lại gần sư phụ, không có người xấu tới gần sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Gõ cửa mình không mở thôi. Bữa đó gõ cửa sư phụ đâu có mở đâu. Không mở một lát rồi đi. Nhưng mà cũng lạ cái. Có sư phụ con không sợ. Không có sư phụ con sợ chết. Vậy tốt hả? Như thế này nè ha. Nhiều khi á, mình cái niềm tin mình mãnh liệt đó. Thấy cho cái gì mình cũng nhận được. Tại vì mình có niềm tin đó. Thì trời Phật cũng thương mình á. Cái tự nhiên đổi chỗ khác cho mình. Nhiều khi khảo nghiệm như vậy đó. Sư phụ cũng vậy thôi à. Nhưng mà người ta nói đổi chỗ khác mấy bà gần nó khoảng 2 năm, 3 năm. Đúng rồi. Là tại vì nhờ chờ cái vậy? Chỗ cũ tại nhà già, chờ người ta chết rồi mình mới có chỗ trống dọn vô. Mà bây giờ tự nhiên không biết chỗ này. Tự nhiên có liền. Dạ.
Đó là lực lượng sư phụ an bài cho đệ tử. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Sư phụ cũng vậy thôi à. Có đâu ở đó, nhưng mà tự nhiên rồi cái đổi thành chỗ hay hơn, tốt hơn. Đúng là như vậy. Bà nạp đơn xin nhà cho người già và bà được cấp cho gần như ngay lập tức, người khác phải đợi 5 năm, ví dụ vậy. Bà có được nhà chỉ trong vòng 5 tháng. Rồi khi bà có được nhà thì chỗ đó rất tệ, một chỗ nguy hiểm, loại khu vực nguy hiểm. Và bà phải leo 3 tầng thang bộ, tầng 3. Nhưng bà ấy nói vì bà đã cầu sư phụ để có được nên bà có được nhanh. Nên bà nghĩ bất cứ gì sư phụ cho đều tốt cả, bà không sợ. Nhưng một ngày nọ rất khuya, 3-4 giờ sáng, 3 giờ khuya, ai đó đã gõ cửa, gõ vô cửa. Nhưng bà cứ cầu nguyện và không sợ. Một lúc sau, họ cố gắng mở cửa nhưng không mở được. Rồi một lúc sau, họ bỏ đi. Sáng hôm sau, bà đến nói với ông quản lý tòa nhà về việc đó. Đến phàn nàn, bà chỉ nói là bà sợ và vân vân, nhưng không nghĩ gì khác cả. Khi bà đi Cancun và trở về, ông ta nói với bà rằng, được, tôi sẽ kiếm cho bà một chỗ tốt hơn. Tôi sẽ nói với ông chủ cho bà một chỗ tốt hơn ở tòa nhà khác. Và bà nghĩ ông ấy chỉ nói vậy thôi. Nhưng dù được, vậy thì cũng mất vài năm. Nhưng khi bà trở về từ Cancun, ông ta nói với bà điền vô đơn ngay lập tức. Và rồi bà được một chỗ khác có thang máy, ánh sáng mặt trời chiếu vô phòng, sạch sẽ và mọi thứ và an toàn. Nên ta nói với bà ấy rằng nó là như vậy. Mặc dù đôi khi chúng ta có một nơi mà mình cảm thấy không vừa ý, nhưng dù sao mình tin rằng nơi đó là dành cho mình, bởi vì thiên đàng muốn cho mình ở nơi đó. Hoặc mình tin tưởng Thượng Đế, hay tin tưởng thiên đàng, hay tin tưởng lực lượng minh sư, và dù thế nào mình cũng chấp nhận. Rồi sau này, dù nó có xấu, nó cũng sẽ trở nên tốt. Hoặc bằng cách nào đó, chúng ta sẽ dùng nó như một bước đệm để đến được chỗ tốt hơn, bởi vì mình đã thi đậu. Hoặc có lẽ bởi vì mình rất hướng về tâm linh, làm thiên đàng cảm động, hiểu không? Tôi cũng vậy. Bất cứ nơi nào dành cho tôi, bất cứ gì, và đó là mục tiêu cho một cái tâm linh, tôi sẽ ở lại. Và dù chỗ khác có tốt hơn, thuận lợi hơn và đẹp hơn, hoặc tiện nghi hơn hay bất cứ gì, nhưng nếu không mạnh về tâm linh, không có tâm linh chút nào hoặc không đủ mạnh so với những nơi khác không được tốt lắm, thì tôi sẽ không bao giờ dọn tới nơi tốt hơn đó. Tôi luôn như vậy. Từ lúc bắt đầu tu hành, tôi luôn được một nơi tốt hơn và tốt hơn hoài. Dù tôi phải di chuyển nhiều, nhưng nó luôn tốt hơn. Và mỗi khi tôi đi đến một nơi mà không thấy có tâm linh, không có nhiều tâm linh hay không có tâm linh, dĩ nhiên thiên đàng ở khắp nơi, dĩ nhiên, nhưng có vài nơi có nhiều cổng thiên đàng hơn, và biết không, có cổng gia trì tâm linh. Nếu tôi thấy ở đó không có thì tôi cảm thấy không có gì hấp dẫn. Nhưng nếu tôi biết một nơi tâm linh, dù bất cứ giá nào, cho dù tôi không có gì đó, thậm chí không có nhà, tôi sẽ mang một cái liệu đến và ở đó một mình. Thậm chí không có tiện nghi, không có gì. Hiểu không? Thậm chí một mình và không an toàn, bất cứ gì. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi, tôi không nói về lúc còn trẻ, nhưng từ lúc tôi biết tu hành, mọi thứ trong đời tôi chỉ dành cho việc đó, chỉ dành cho việc tu hành, cho sự tiến bộ tâm linh, cho tôi và cho mọi người khác nữa. Vậy quý vị làm đúng rồi. Dù căn nhà đầu tiên nguy hiểm, quý vị biết vậy, và quý vị phải leo 3 tầng thang bộ, nhưng quý vị vẫn chấp nhận, bởi vì quý vị tin rằng căn hộ là sư phụ cho mình, hiểu không? Và sau này quý vị được cái tốt hơn, chỉ là một bậc thang, bởi vì nếu quý vị không đến tòa nhà đó, thì quý vị sẽ không có cơ hội để có được căn nhà đẹp này sau đó, hiểu không? Đôi khi quý vị đi đến nơi nào đó, nhưng đây chỉ là để bắt đầu một cái gì đó khác. Hoặc quý vị gặp ai đó, chỉ để gặp người nào đó khác. Cho nên chỉ cần kiên nhẫn, chấp nhận và biết ơn về mọi thứ. Nhân tiện, nhà quý vị không được tốt lắm, chuyển tới căn nhà khác.
Nếu quý vị có thể nhỏ hơn, hiểu không? Ở khu vực yên tĩnh hơn hay gì đó. Nhưng nhà quý vị không tốt cho quý vị. Tôi đã kiểm tra rồi. Cảm ơn Sư Phụ. Đó là lý do tại sao quý vị có quá nhiều đau khổ và bất hạnh và lúc nào cũng bị mất tiền, mất bạn trai. Nếu quý vị tiếp tục sống ở đó, quý vị sẽ không bao giờ có được người bạn trai tốt hay không có gì luôn. Không phải chỉ có vậy, mà còn mất đi hạnh phúc và thành công nữa, hiểu không? Chuyển nhà, chuyển đi chỗ khác. Về hướng đông, ở đâu đó phía đông. Rồi, ai nữa? Sư phụ, con muốn hỏi hai câu hỏi về việc ngồi thiền. Câu đầu tiên là làm cách nào để câu thông với vị sư phụ bên trong? Vì con đã nghe sư phụ bên trong vào khoảng năm 2002-2003. Bởi vì lúc đó con mới cưới và có một cuộc sống mới trong một quốc gia khác ở Nicaragua. Lúc đó con đã lập gia đình và sống ở Trung Mỹ. Và lúc đó con không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nên con... Tiếng Tây Ban Nha hả? Dạ. Vì ở đó họ nói tiếng Tây Ban Nha, nên con cảm thấy rất cô đơn trong việc tu hành. Và con luôn nhìn hình Ngài, khóc và nói, con nhớ Ngài, Sư Phụ ơi. Và vì từ khi con thọ tâm ấn, lúc đó con vẫn chưa được gặp Ngài, nên con cảm thấy rất rất buồn. Hầu như mỗi ngày con đều khóc như thế. Và rồi một ngày nọ vào buổi sáng, khi con Quán Âm, rồi con nghe thấy Ngài gọi con rất là rõ. Và con thật sự không bao giờ quên được tiếng ồn đó trong đời con. Thật vậy, tiếng ồn hả? Dạ không, giọng nói đó. Con xin lỗi, giọng nói đó gọi con. Và làm con rất cảm động. Từ lúc đó con không cầu nguyện nữa. Con biết sư phụ luôn ở đây. Bởi vì trước đó con luôn muốn gặp Ngài. Và rồi con không cảm thấy như vậy nữa. Con biết Ngài ở đây. Ngài ở đây với con. Và rồi con càng trở nên Ngài càng mạnh mẽ hơn. Dù đi bất cứ đâu, con không quan tâm là có đồng tu ở đó hay không. Vì con biết Ngài ở đây. Nhưng sau lần đó, con không thể nghe được Ngài nữa. Quý vị muốn nghe tôi mỗi ngày à? Như thế có phiền hà và ồn ào quá không? Dạ không. Chỉ vì lúc đó, và con không nghe được. Quý vị cô đơn và tuyệt vọng quá. Quý vị ở một mình trong quốc gia lạ và không có bạn. Quý vị còn không thể nói tiếng Tây Ban Nha và vân vân. Quý vị lúc đó rất cô đơn, nên việc đó chỉ là để nâng quý vị lên một lần thôi. Bộ quý vị không muốn nghe vậy mỗi ngày à? Dạ, con muốn được như thế. Quý vị nên nghe âm thanh thiên đàng. Đó cũng là giọng của tôi, nhưng giọng của Ngài làm con rất rất cảm động, con không thể diễn tả được, bởi vì nó thật sự khích lệ con. Và con có thể đi mọi nơi, con không sợ bất cứ gì. Dạ phải, con có thể ở một mình, con không sợ bất cứ gì. Con không cần có ai bên cạnh cả, và con có thể tiếp tục. Và vì thế, bây giờ con cảm thấy rất tốt, rất mạnh mẽ. Phải, vậy thì sao? Như vậy đã đủ cho cả cuộc đời rồi, tại sao quý vị muốn nghe lại nữa? Nhưng con nghĩ nếu con có thể nghe sư phụ bên trong nói để hướng dẫn con, có lẽ con sẽ không làm sai. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Quý vị phải cố gắng nhiều hơn nhé. Nhưng dù sao, sư phụ bên trong luôn hướng dẫn quý vị. Quý vị chỉ cần tĩnh lặng và cố gắng câu thông. Rồi quý vị sẽ cảm nhận, sẽ biết đâu là điều đúng để làm. Hay ít nhất cũng không sai, được chứ. Dù sao thì bây giờ con không cầu nguyện nữa. Quý vị không cầu nguyện nữa. Bởi vì con biết, sư phụ an bài tất cả mọi chuyện.
Trước đây con cầu nguyện. Con cầu nguyện rất nhiều, nhưng sau này con không cầu nữa vì con biết sư phụ an bài tất cả. Sau đó vì thấy chắc chắn, con nghĩ mọi thứ đến với con đều do sư phụ an bài cả. Tốt, nên con chấp nhận nó. Như vậy tốt, con không than phiền nữa. Không than phiền nữa. Dạ, tốt, tốt. Như vậy tốt, cô quá ngoan. Và một câu hỏi khác là về thể nghiệm trong thiền định. Bởi vì vào năm 2007, một hôm khi con ngồi thiền, con thấy một tia sáng giống như một vòng sáng và nó di chuyển rất nhanh. Phía sau có đuôi và cũng có một vài tiếng động. Có một vài tiếng động và con tự nhủ một chiếc đĩa bay. Và rồi con hoảng sợ và tỉnh dậy. Từ khi đó, con không thấy hình ảnh nào nữa mà chỉ có ánh sáng. Có một ít ánh sáng khi con thiền. Hay con chỉ cảm thấy như vậy, ra khỏi không gian này, nó trống rỗng. Vậy rồi sao? Giống như ngủ hay không ngủ. Con không biết. Và dù sao đi nữa, con không thấy thể nghiệm nào giống vậy nữa. Vì không thấy đĩa bay nữa. Dạ không. Chỉ một ít ánh sáng vậy thôi hả? Con biết con cảm thấy sợ nên con nói. Vậy những ánh sáng khác không đủ tốt. Chỉ có đĩa bay là nhất định tốt. Có thể nó sẽ quay trở lại, được chứ? Dạ, cảm ơn sư phụ. Trong lúc đó, hãy cứ tận hưởng chút ánh sáng nào đó. Chút ánh sáng. Nó đẹp hơn khi có hình ảnh rõ hơn như vậy. Dạ, không sao, đừng lo vì sẽ có thể nghiệm tốt hơn. Cảm ơn sư phụ. Sẽ sớm tốt hơn thôi, bất kỳ khi nào. Con cũng muốn nói với sư phụ, con thương sư phụ rất nhiều. Sư phụ là tất cả trong cuộc đời con. Ok. Cảm ơn quý vị. Nếu không có tình thương của Ngài, con không biết cuộc đời của con có lẽ sẽ rất đau khổ. Hay con không biết con sẽ sống ra sao nữa. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Con biết ơn Ngài mỗi ngày vì tình thương của Ngài, tình thương của Thượng Đế. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Những vị cũng đang làm việc vì điều đó, vì lý do đó. Chúng ta cùng làm việc, đó là lý do. Chúng ta là một đội, phải không? Nhóm. Được rồi. Người bên phải đằng sau kia chờ lâu lắm rồi. Sư phụ, Ngài khỏe không? Khỏe, quý vị khỏe không? Con đến từ Đài Loan Formosa. Hôm nay con muốn báo cáo tin tốt lành cho sư phụ. Nói ta nghe. Con làm việc cho Loan Minh Hết ở Cao Hồng, Taiwan, Formosa. Và chúng con đã có lợi nhuận. Như vậy tốt. Miễn quý vị có lợi nhuận thì tốt. 70% hay 80% khách hàng của chúng con là người trẻ tuổi. Bao gồm cả sinh viên, một số sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi, nên họ đến là vinh hết của chúng con để học bài. Vào giờ ăn, họ thường đến ăn nhà hàng của chúng con. Như vậy thật tuyệt, họ đánh hưởng bàn cùng lớp, hết người này đến người khác. Như vậy thật tuyệt, tốt lắm. Cảm ơn sư phụ. Được, chúc mừng. Kính chào sư phụ. Chào. Con cũng đến từ Formosa, Taiwan. Chúng con cũng muốn báo cáo với sư phụ tin tốt lành khi quản lý nhà hàng Loan Minh Hết. Chúng con nghe theo lời sư phụ dạy là trước tiên chúng con nên chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh nào và rồi dần dần phát triển lên từ đó. Tại địa điểm của chúng con chọn cho Loan Minh Hết này, việc đậu xe không dễ. Nếu việc đậu xe không dễ, khách hàng không thể vào trong. Cho nên chúng con chuẩn bị sẵn thức ăn trong hộp và bán bên ngoài cho khách hàng. Chúng con là một tấm bảng lớn, không phải xuống xe. Họ không cần phải đậu xe. Chỉ cần mua hộp thức ăn trưa và mang đi là được. Bằng cách này, việc kinh doanh của chúng con ngày càng tốt hơn. Chà, như vậy thật tiện. Mùa hè ở Taiwan, Formosa rất nóng. Nên chúng con bán mì lạnh thuần chay. Tôi biết, chúng con cũng bán sushi Nhật. Sushi thuần chay. Dạ, sushi thuần chay. Và mùa đông chúng con bán cơm nếp chiên thuần chay. Chúng con xào gừng băm với dầu mè trước. Sau đó thêm vào rất nhiều thứ như nấm và hem thuần chay trộn với nhau, rồi trộn với cơm nếp. Chúng con bán chỉ 50 tệ một hộp, cho nên khách hàng có thể thưởng thức mì lạnh và sushi vào mùa hè và cơm nếp chiên, mì xào thuần chay vào mùa đông.
chảo miên. Cho nên họ đến thường xuyên để đặt thức ăn, phải rất tốt. Sau khi dùng thử cơm hộp thuần chay ngon miệng của chúng con, họ sẽ nghĩ, à, nhà hàng này cũng có bán thức ăn ở bên trong. Cho nên họ cũng muốn thử. Cho nên chúng con làm hộp thức ăn trưa, thường là thứ hai đến thứ sáu. Và thứ bảy và chủ nhật, chúng con có rất nhiều khách hàng ăn ở trong. Đầu bếp của chúng con không phải là đồng tu, nhưng anh ấy rất cảm động bởi tinh thần của các đồng tu. Anh ấy còn trẻ và đã nấu thức ăn chay từ khi 17 tuổi. Anh ấy chưa từng làm việc ở nhà hàng mặn nào trước đây cả. Sau khi gia nhập nhóm của chúng con, anh ấy cảm thấy chúng con rất tận tụy. Sau khi chứng kiến tinh thần tận tụy của đồng tu trong việc quảng bá lối sống thường chay, anh ấy rất cảm động và quyết định ở lại. Tốt. Rồi anh bổ sung vào thực đơn một vài món kaiseki thuần chay mà anh nấu rất giỏi. Đó là thức ăn Nhật Bản cao cấp và được trình bày đẹp mắt. Kiểu thức ăn Nhật Bản thuần chay này đã thu hút rất nhiều ký giả đến phỏng vấn. Họ cũng ngạc nhiên vì thức ăn Nhật Bản thuần chay khá ngon, quá ngon. Cho nên việc kinh doanh của chúng con đang ngày càng tốt đẹp hơn. Sau này chúng con bắt đầu có dịp phục vụ tiệc tự chọn ngoài trời hay làm tiệc cưới. Ban đầu những sự kiện này do đồng tu tổ chức. Ví dụ chúng con phục vụ một bữa tiệc 16 bàn ở Chương Hóa, có rất nhiều vị tổng giám đốc đến dự tiệc và họ cảm thấy thức ăn thuần chay rất ngon. Sau đó họ điện thoại cho chúng con để đặt tiệc. Một tổng giám đốc không phải đồng tu, vì tổng giám đốc này không phải là đồng tu. Nhưng ông nói ông ước gì mọi người có thể thưởng thức những bữa ăn thuần chay tuyệt vời. Vậy à, có một lần ông đặt một bữa tiệc thuần chay 80 bàn với giá 7.000 tệ một bàn. Wow! Cho nên chúng con cung cấp bữa ăn thuần chay cho 800 người trong một đêm đó. Chà, có 20 đồng tu đến giúp trong sự kiện đó. Rất nhiều người đã ngạc nhiên về những món ăn của chúng con. Họ nói với chúng con những món này trông không giống thức ăn chay chút nào. Nếu thức ăn chay ngon như vậy, chúng tôi cũng muốn ăn thuần chay. Hay quá! Chúng con dùng nhiều cách khác nhau để kinh doanh, cho nên lời hình thức của chúng con ngày càng phát triển. Phải. Trong dịp Tết, chúng con biết rằng nhiều người, bao gồm trẻ em và người lớn, sẽ về nhà sum họp gia đình và ăn thức ăn thuần chay. Cho nên chúng con bắt đầu bán những món ăn Tết để mọi người có thể mang về nhà và chia sẻ với những thành viên khác trong gia đình, để ăn cùng với tất cả các thành viên trong gia đình. Ok. Bên cạnh những món ăn Tết, chúng con cũng cung cấp lẩu lên hết và bán trong từng gói. Hiểu. Chúng con rất biết ơn sư phụ, tôi hiểu, rất sáng tạo. Và chúng con đã gặp rất nhiều khảo nghiệm khác nhau, nhưng chúng con tìm cách giải quyết. Gần đây chúng con rất vui về một nhà máy sản xuất xe đạp. Ông chủ nhà máy là người ăn chay trường và ông hy vọng công nhân của mình cũng theo lối dinh dưỡng này. Ông có 500 công nhân và hiện nay 120 người trong số họ ăn chay trường. Ban đầu chỉ có 40 hay 50 người ăn chay, nhưng theo thời gian con số này đã tăng dần. Gần đây ông khuyến khích chúng con hãy duy trì và làm ngày càng tốt hơn. Và nói rằng ông hy vọng tất cả mọi người trong nhà máy sang chay. Cho nên đó thật sự là một sự khích lệ rất lớn đối với chúng con. Rất tốt. Chúng con muốn cảm ơn sư phụ về chủ nhà hàng Robin Hood. Như vậy chúng con có thể học hỏi được nhiều điều qua việc điều hành nhà hàng. Bất cứ khi nào chúng con gặp khó khăn, chúng con cố gắng tìm cách để vượt qua. Được, nó cũng cho nhiều đồng tu cơ hội để cùng nhau làm công việc của Thượng Đế. Cảm ơn sư phụ. Không có gì chúc mừng. Những nhà hàng Robin Hood khác nên học từ đó. Họ chỉ kể tôi nghe toàn chuyện về việc họ thành công thế nào với nhà hàng thuần chay Robin Hood. Ở Formosa, Đài Loan, hai người trong số họ rất thành công bởi vì họ rất sáng tạo. Vào những mùa khác nhau, họ làm thêm một vài món và dần dần họ kiếm được rất nhiều tiền vì họ chỉ... Ban đầu nó không tốt lắm, ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có. Cho nên họ chỉ đặt một tấm bảng bên ngoài và nói vì không cần đậu xe, chỉ lấy hộp cơm và đi. Cho nên họ chuẩn bị sẵn sàng những hộp cơm trưa thức ăn trong đó. Họ chỉ đi ngang qua, như là lái xe ngang qua, trả tiền nhanh và lấy hộp cơm trưa rồi đi.
Cho nên họ bán càng ngày càng được nhiều. Họ kể những câu chuyện khác nhau, hiểu không? Cho nên ta nói những Loving Hoods khác có lẽ nên suy nghĩ về cách họ làm. Giống như vào mùa đông, ngoài thịt đơn, họ làm thêm vài món nữa. Thức ăn Trung Hoa truyền thống cho ấm cúng. Vào mùa hè thì họ làm mì lạnh chẳng hạn. Và vào dịp Tết nguyên đáng, họ làm những món ăn Tết đặc biệt để khách thậm chí có thể mang về nhà. Thức ăn làm sẵn, giống như món mà họ bỏ vào, giống như một nồi lớn ở giữa bàn. Và có bếp lửa bên dưới và ăn chung với nhau. Lẩu à? À, lẩu, lẩu, phải. Họ thậm chí làm lẩu sẵn trong bịch. Và những nguyên liệu khác. Cho nên khách mua nhanh và về nhà. Chỉ bỏ vào nồi để bếp ở giữa bàn. Rồi cả gia đình cùng ăn. Như vậy cũng rất hay. Tiện lợi. Bởi vì nấu lẩu cũng mất công lắm. Và hết mọi người đều làm việc. Họ thậm chí không có đủ thời gian. Hay họ thậm chí cũng không có tài nấu nướng. Cho nên chỉ cần mua tất cả rồi về nhà, bỏ vào nồi và đun sôi lên, nó vẫn là lẩu. Và thậm chí không ai biết là không phải do họ nấu. Bởi vì một số lễ hội Trung Hoa, đặc biệt họ cần những thứ đó. Ý kiến hay, hoan hô. Bây giờ nói về chuyện đó làm tôi cảm thấy muốn ăn lẩu. Cũng nhân tiện, khi ta ở biển, ta phải chuyển đến đó một thời gian. Trời ơi, ta cảm thấy đói, giống như cả ngày chưa ăn gì vậy. Thật khác thường, hiểu không? Khi ta ở trên núi, ăn ngày một bữa, cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Được, ai ở đâu? Quý vị ở đâu? Được, nói đi. Thưa sư phụ, con có một tin vui khác. Chúng con đến Triều Châu để khám nhà sĩ. Ông ấy ăn mặn. Chúng con nói với anh ta, đừng ăn thịt vì nó rất tanh hôi. Nhưng ông nói, ông nói là thịt ngon lắm. Con nói với ông rằng, ông nên chuyển sang ăn thuần chay. Nhưng ông nói rằng vợ ông sẽ không bao giờ đồng ý. Tháng trước, con đi khám nhà sĩ lần nữa. Ông nói rằng ông đang thuần chay được nửa năm. Chà. Con hỏi ông, không phải ông nói là vợ ông sẽ không bao giờ đồng ý cho em ăn thuần chay sao? Sao ông có thể ăn được nửa năm? Ông nói, tôi không có lựa chọn khác. Tất cả quý vị đều đến đây và cười tôi. Cho nên tôi chỉ thử xem sao. Rồi con hỏi, vợ ông có la ông không? Ông trả lời, toàn chay khi bà ấy không thấy. Ông ăn khi bà không thấy. Làm sao bà ấy có thể không nhìn thấy ông ăn? Ông nói ông ăn khi vợ ông đi ra ngoài. Rồi có hỏi ông ta, ông làm gì khi vợ ông nhìn thấy? Ông ta trả lời, tôi chỉ lờ đi khi bà ấy la tôi. Con nói ông sẽ tiếp tục lối dinh dưỡng này chứ? Ông nói phải, tôi ăn chay ít nhất 3 ngày một tuần. Nếu vợ tôi là tôi chỉ là hẳn đi. Anh ta nói rằng ông ta vẫn ăn cá. Nên con nói với ông ta, đừng ăn cá. Rồi ông ta nói, rồi từ từ tôi sẽ trở thành người ăn thuần chay hoàn toàn. Con nói đúng vậy. Hãy ăn như vậy trong tương lai. Thay vì ăn thuần chay 3 ngày một lần, ông hãy ăn 7 ngày một tuần. 7 ngày. Ông ta trả lời, được. Đó. Cho nên con nói, tôi sẽ đến thăm ông sau một thời gian để xem ông như thế nào. Nửa năm nữa trôi qua, ông sẽ tiếp tục. Và ông ta nói, tốt lắm, cho nên thật là tuyệt vời. Tốt. Cảm ơn sư phụ, không có gì. Toàn là chuyện ăn không thôi. Ăn và uống. Thế giới gì vậy? Mọi thứ đều về ăn uống, thực phẩm. Còn ai nữa không? Xin chào sư phụ. Con chỉ muốn nói cảm ơn về đêm qua. Cảm ơn sư phụ vì đã nói câu chuyện về vị sư huynh đến từ trung tâm ba lê. Không phải câu chuyện, mà là cách ngài xử sự, thật sự rất cảm động và làm sáng tỏ hoàn cảnh. Ta đã làm gì vậy? Bởi vì chúng con có thể, ta không làm gì cả. Và có, ngài có làm bởi vì ngài đặt tình thương lên trên hết. Rất chu đáo và vẫn hiểu rất rõ vị sư huynh đó. Phải, chúng ta sống trong thế giới này, điều đó rất khó.
khó cho anh ta, khó cho tất cả mọi người, hiểu không? Cho nên dĩ nhiên tôi hiểu. Mặc dù tôi hơi do dự một chút về điều đó, nhưng không sao, tôi hiểu. Hôm nay chiếc xe chở tôi, sư huynh quý vị quên thay quần áo và tôi đã gần nôn trong xe. Quý vị biết không, đôi khi chúng ta bốc mùi, nhưng chúng ta không ngửi thấy mà người khác ngửi thấy. Việc này cũng xảy ra với tôi. Có thể tôi bốc mùi, quý vị không bao giờ nói cho tôi biết, quý vị quá lịch sự. Trong không gian lớn thì không sao, nhưng trong chiếc xe nhỏ, rất khó để... Tôi rất nhạy cảm, vậy thôi. Và rồi trước mặt tôi, luôn có một chiếc xe gắn máy xả khói đen. Và chúng tôi không thể thoát khỏi nó bởi vì con đường nhỏ quá. Tôi chỉ lo là tôi sẽ nôn trong xe, chỉ vậy thôi. Và nhiều điều khác nữa, hiểu không? Trên đường lúc nào cũng có nhiều xe. Nhiều xe có nghĩa là luôn có điều gì đó mạo hiểm. Nếu không muốn mạo hiểm thì quý vị cứ ở trên giường. Cả ngày, cả đêm, rồi cuối cùng đằng nào quý vị cũng chết trên giường. Hầu hết mọi người đều chết trên giường, quý vị biết điều đó không? Cho nên không thành vấn đề, chúng ta chỉ chơi với nó. Nếu muốn an toàn, tôi không bao giờ đặt chân đến đây. Nhưng đôi khi quý vị phải mạo hiểm vì lợi ích của người khác. Tôi đang mạo hiểm hàng ngày. Mỗi ngày sống trên địa cầu này là tôi đang mạo hiểm. Nên chúng ta chỉ mạo hiểm thêm một chút. Không có gì lớn lao cả. Tôi không đối phó với điều gì cả. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Được chứ? Còn gì nữa không, cưng? Dạ, chỉ là bởi vì khi chúng con làm việc cùng nhau, chúng con rất dễ hiểu lầm nhau, ngay cả đồng tu với nhau. À, sư phụ có thể giải thích thêm với chúng con về điều đó không? Làm sao để đối xử với nhau mà không xảy ra hiểu lầm, không quá kích động, luôn đặt tình thương lên trên hết ạ? À? Hãy suy nghĩ trước khi quý vị muốn nói gì đó. Đặt mình vào vị trí người kia. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Tại sao anh ấy làm vậy? Hay tại sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy hẳn là có lý do gì đó. Và nếu quý vị thật sự không biết, thì hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Sư huynh à, tôi thật sự không hiểu ý anh. Có thể anh không có ý làm tổn thương tôi hay cả nhóm, nhưng anh có thể giải thích tại sao anh nói hay làm như vậy không? Được chứ? Mọi người đều phải nói thẳng ra. Khi hiểu lầm thì quý vị hỏi lại, quý vị có thật sự có ý đó không? Hay là quý vị có ý này phải không? Hay tôi có hiểu lầm ý quý vị không? Được chứ? Quý vị sẽ thấy rằng nhiều lần, một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí người đó không biết ý quý vị là gì. Họ không hiểu tại sao quý vị lại rất buồn hay tương tự như vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao quý vị lại phiền lòng về nhau, bởi vì tôi không biết nữa. Có lẽ quý vị như vậy, khi quý vị làm việc gấp hay gì đó, trong hoàn cảnh khó khăn và dường như việc giao tiếp không được tốt, quý vị có thể rất buồn, rất bối rối. Đừng quên rằng chúng ta đều có cá tính, tính cách và hoàn cảnh riêng, rất nhiều yếu tố và ngã chấp dĩ nhiên. Ngã chấp dĩ nhiên. Đây là vấn đề. Và bất cứ khi nào được giao công việc nào đó, quý vị phải hướng dẫn rõ ràng. Và nếu có gì đó không ổn thì quý vị phải trở lại với nhau và thảo luận, hiểu không? Hãy nêu lên vấn đề, đừng cố tự giải quyết mọi thứ khi quý vị không thể. Và đôi khi có thể phá hủy bầu từ trường hay làm hỏng việc. Nhưng đây chỉ nói theo cách thế gian. Đó là cách làm việc của nghiệp chướng. Nghiệp chướng với nhau, nghiệp chướng của thế giới, nghiệp chướng của khổ đau của địa cầu. Nó làm chúng ta như vậy. Ngay cả với tôi cũng vậy. Với người nào đó, tôi cảm thấy an bình hơn. Với người khác, tôi cảm thấy ít an bình hơn. Hay với người nào đó, tôi sẽ làm việc tốt hơn hay dễ hiểu hơn, nhanh hơn. Và với người khác, tôi sẽ phải giải thích rất nhiều mà họ vẫn không hiểu hay không muốn hiểu. Không sao, sao cũng được. Hãy cố gắng hết sức. Hãy cố gắng hết sức. Và ngay cả nếu quý vị không thể giải quyết, hãy tha thứ.
có thể thấy không, tất cả quý vị đều không phải chuyên đi ra ngoài và làm những việc mà bình thường quý vị không làm, thấy không? Cho nên tất nhiên là có thể quý vị làm không tốt. Như trước đây quý vị chỉ ở nhà và chăm sóc gia đình, con cái thì quý vị làm tốt. Nhưng khi quý vị đi ra ngoài và được không phân công làm việc gì đó, như là làm việc từ thiện hay là đi ra ngoài và làm việc với chính quyền, vì quý vị không có kinh nghiệm thì quý vị có thể làm gì đó sai. Tương tự với sư huynh và sư tỷ khác của quý vị, và họ có thể làm những việc mà quý vị cảm thấy không đúng chỉ vì họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó, và họ chỉ cố gắng hết sức. Cho nên bất cứ gì xảy ra chúng ta chỉ chấp nhận được chứ. Nói chuyện với nhau nhưng rồi chấp nhận nó, chúng ta còn làm gì được khác? Chúng ta vẫn là anh em. Chúng ta vẫn là những người đáng tin tưởng nhất. Ở đây chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, được chứ? Được rồi. Làm việc với nhau rất khó. Đặc biệt là khi quý vị làm gì đó cho thế giới. Nếu quý vị làm ở nhà thì không vấn đề gì. Hay nếu quý vị làm cho mình, hay những việc thông thường thì không sao. Nhưng một khi quý vị muốn làm việc lợi ích cho địa cầu hay thế giới, thì nghiệp chướng xen vào. Và ngay cả người mà trước đây rất hợp với quý vị, đột nhiên bây giờ không còn hợp nữa, hiểu không? Và đó là lý do người tài xế giỏi ở đây vượt đèn đỏ, mà anh ta thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Và rất nhiều tài xế của tôi cũng vậy. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nói như vậy, dễ dàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải làm sao không biết, hiểu không? Hiểu lầm hay không? Vẫn cần phải hiểu. Còn gì khác không? Dạ, tối qua Ngài nói về cách Ngài đang ngày càng trở nên thanh khiết hơn mọi lúc. Ngài có thể nói thêm về điều đó. Tôi không biết phải nói như thế nào. Dạ, bởi vì đó thật là một cảm giác thoải mái khi trở nên thanh khiết. Cảm giác thoải mái phải trở nên thanh khiết à? Quý vị cũng biết phải không? Quý vị cũng biết. Đôi khi con biết, nhưng đôi khi con không thanh khiết, con thật sự không thích nó. Phải, tôi biết, không ai thích cả. Nhưng phải làm sao đây? Chúng ta sống trong thế giới này, nó là như vậy. Quý vị phải làm việc đó đến khi quý vị vượt qua một đẳng cấp, và rồi nó sẽ không xảy ra nữa. Chúng ta sẽ ngày càng được thêm. Ngay bây giờ có thể vài ngày thế này, vài ngày thế kia, vài ngày thế nọ, thế này, thế nọ. Nhưng một khi quý vị đạt đến một đẳng cấp nhất định nào đó, thì nó chỉ đi lên thôi, ngay cả đối với tôi. Có ngày nhiều hơn, có ngày ít hơn. Bởi vì quý vị ứng phó với thế giới, với người khác, không chỉ bản thân quý vị. Cả thế giới đang ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, cho dù một ngày, ngay cả bây giờ, vẫn có vài ngày tôi không thiền tốt bằng những ngày khác và tôi không có thêm điểm. Ví dụ, có vài ngày được khoảng 4, 5, 7 tỷ ức ức điểm, và ngày khác thì chỉ 2 thôi. Bởi vì tôi phải bận rộn với những thứ khác, bận tâm chỗ này. Bởi vì dù chỉ một hay hai thị giả, họ có thể gây ra rất nhiều việc. Quý vị phải suy nghĩ, đôi khi họ quá phiền phức, và rồi tất cả những chú chó bị bệnh, hay tôi phải sửa căn nhà nào đó, hay phải chuyển ra khỏi nhà, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cho nên ngày đó tôi không có nhiều điểm. Như ngày hôm trước, hay hôm trước nữa, hay hôm sau. Và rồi sự thanh khiết của tôi cũng không lên cao, không phát triển lên cao như ngày hôm trước hay ngày hôm sau. Nhưng tôi biết đó không phải là lỗi của tôi có thể làm gì đây? Tôi biết rất rõ. Cho nên vấn đề là quý vị phải chấp nhận chính mình, và quý vị cũng phải biết rằng đó không hoàn toàn là lỗi của quý vị, và quý vị đừng ghét bản thân mình, điều đó rất quan trọng. Quý vị biết rằng mình đã làm hết sức và đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Lúc nào cũng vậy, và quý vị không cố ý làm gì xấu để hại bất kỳ ai hay chính mình. Sự thanh khiết để lên cao rất khó. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể. Và dù tôi có rất nhiều điểm, tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể. Tôi chỉ thuận theo hoàn cảnh mà làm. Và bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi chỉ luôn tập trung vào khía cạnh tâm linh. Dù tôi thấp thế nào, xuống dưới thế nào, mệt thế nào, nặng nề thế nào, bệnh thế nào, hay bất cứ gì tác động đến tôi luôn tập trung vào việc tu hành. Cho nên, ví dụ, nếu tôi phải chuyển đến hai ngôi nhà, nên tôi có cơ hội để chuyển đến hai ngôi nhà,
Ồ, không phải cơ hội mà là nếu tôi phải chuyển, nếu tôi có cơ hội chọn một trong hai ngôi nhà để chuyển tới. Tôi luôn luôn xem xét khía cạnh tâm linh. Nếu ngôi nhà thứ hai có từ trường tâm linh hơn, tôi luôn chuyển đến đó dù nó nhỏ hơn, không có tiện nghi, không có tí gì là hấp dẫn theo sở thích của tôi, hiểu không? Quý vị biết không, tôi thích những thứ đẹp đẽ dĩ nhiên như mọi người khác. Tôi thích những gì tôi thích, nhưng khi liên quan đến chuyện tu hành, tôi không chọn bất cứ gì ngoài việc tu hành, ngoài lợi ích của sự phát triển tâm linh. Ngay cả bây giờ. Cho nên bất cứ lúc nào tôi cũng nghĩ được nơi đó rất thăng hoa về tâm linh, thì tôi chuyển đến đó. Nhưng nếu ngày hôm sau hay một vài ngày sau, tôi phát hiện ra một nơi khác có lực lượng mạnh hơn, thì nơi này không còn hấp dẫn đối với tôi nữa. Ngay cả nếu nó ở trước biển hay có một ngọn núi đẹp, hay tiện lợi đủ về, hay nó rẻ, đẹp, tiện lợi bất cứ gì, tôi chỉ bỏ nó xuống như một củ khoai tây nóng. Tôi không quan tâm. Cho nên quý vị phải luôn nhớ đến việc tu hành. Được rồi. Và nhớ là sư huynh sư tỷ của quý vị, một phần nào đó họ vẫn là con người. Họ cũng phạm sai lầm. Và họ cũng có ngã chấp của họ. Ngã chấp là điều khủng khiếp mà chúng ta phải đối phó. Ôi, ta mệt mỏi với điều đó, nhưng đừng lo, hãy cố gắng hết sức. Con chào sư phụ. Dạ, con là... Chào. Con từ Việt Nam đến... Biết rồi. Dạ. Qua được là mấy lắm mà qua lẹ vậy hả? Dạ, sư phụ, con lần đầu tiên đến á, cũng là lần đầu tiên con gặp được sư phụ á. Dạ. Bữa nay á hả? Dạ. Lần con kỳ trước sao không gặp? Dạ, không có điều kiện sư phụ. Ok, rồi, sao? Dạ. Con... Thấy tươi đẹp không? Dạ, đẹp. Coi được mắt không? Dạ, đẹp. Dạ. Yes. Con có mang một ít trái cây ở Việt Nam qua tặng sư phụ. Ừ. Thôi chia ra mỗi người ăn đi, sư phụ cũng ăn hết tâm sao? Dạ. Cho. Dạ. À. Mang cục quá hả? Dạ không, xoài, cá hoa lọc đó sư phụ. À biết rồi, biết rồi. Dạ. Thôi đưa cho mấy người nhà bếp á, mọi người ăn chút cho vui. Dạ, ngày mai. Dạ. Con cảm ơn sư phụ. Và con muốn nói là sư phụ là con nhớ ngài. Và... Nhớ tôi. Và con thương sư phụ. Thank you, cảm ơn. Cảm ơn cô. Bữa nay ai nấu cơm cho tôi vậy? Ok. Ngày hôm qua á, bà tính đem cái canh chua về nhà ăn mà bà quên, bà chạy ra bà quên. Để lại bữa nay còn canh chua đó không hay ăn hết rồi? Hết rồi, mai nấu lại nha. Ok. Chứ không phải chê nha, tại quên á. Quên hả? Tính đem theo mà sao nó đậy lại quên mất tiêu, là đi cho lẹ ra nó quên mất. Chứ không phải chê nha, đừng buồn nha, mai nấu nữa nha. Chơi cũng được đâu, sao? Mày giống y vậy nha không? Dạ. Talk about food again. Yeah. Lại nói chuyện về thức ăn. No, I just apologize. Không, tôi chỉ xin lỗi một người đầu bếp của tôi bởi vì tôi không ăn canh chua cô ấy nấu. Hôm qua có hai loại canh nên tôi chỉ ăn một, loại kia tôi muốn mang về. But I forgot. Nhưng lại quên mất. I forgot it two, three times. Tôi quên hai ba lần rồi, chứ không phải chỉ hôm qua. Đêm cũng quên nữa, hoặc là đêm để đó rồi quên đi không người không tính đem về chia cho mấy người nhà ăn nữa đó. Quên. I wanted to take some and tôi muốn đem thêm một ít rồi có thể chia sẻ với vài người nhà. Nhưng tôi quên mất. Đôi khi tôi quên lấy. Đôi khi tôi bỏ vô hộp hết. Rồi lại quên cái hộp. Đây không phải là lần đầu. Không phải chê ha. Tôi nói không phải là tôi không thích, chỉ là tôi quên mất. Bởi vì đôi khi tôi chạy nhanh ra ngoài. Ok. Ai nữa đâu? Còn ai đâu? Nữa từ Việt Nam đâu? Vietnamese đâu? You want? Yeah, I want to talk. Đồng chí muốn nói gì? Muốn nói gì không cưng? Muốn nói gì không cưng? Con từ Hồng Kông. Không phải, Hồng Kông đâu phải là Việt Nam đâu. Được rồi, nói đi. Con có một câu hỏi. Con là huấn luyện viên bơi lội. Một vài người đồng tu thường nói con rằng công việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của con. Ồ, sao vậy? Bởi vì có rất nhiều người bơi trong hồ và có những thứ như nước miếng thì đừng uống nước đó thôi.
Nhưng chúng con phải ở trong hồ để dạy trẻ em. Chúng thường phun nước miếng vào mặt con. À, hiểu. Vậy phải làm gì đây? Nếu việc này thật sự ảnh hưởng nhiều đến việc tu hành của con sao đổi việc? Không ảnh hưởng. Quý vị định làm gì để muốn đổi công việc? Còn việc gì khác quý vị có thể làm? Ngoài trừ làm việc ở Lưu Bình Hết. Quý vị có cảm thấy mình bị ảnh hưởng không? Con cảm thấy hơi mệt một chút, ngoài ra không có gì nữa. Dĩ nhiên quý vị cảm thấy mệt. Bơi sẽ làm quý vị cảm thấy mệt. Quý vị có thích công việc này không? Dạ có. Nếu không thích thì đổi. Nếu quý vị thích thì cứ tiếp tục. Dạ cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị thích có nghĩa là đó là trách nhiệm của quý vị. Sứ mệnh của quý vị lần này. Ok. Cảm ơn sư phụ. Dạy trẻ em. Và nhân tiện gia trì cho chúng nữa. Dạy cho chúng những bài học đạo đức không chỉ bơi lội thôi nhé. Dạ. Nhân tiện dạy chúng một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Dạ cảm ơn sư phụ. Đừng sợ bị chúng ảnh hưởng. Quý vị nên ảnh hưởng chúng. Được chứ. Dạ được. Trẻ em rất ngây thơ. Đừng sợ nước miếng của chúng. Nói vì nghe. Rau củ mà chúng ta ăn hàng ngày đã qua tay rất nhiều người, phân động vật hay rác rến, nên mới lớn lên được như vậy. Khi nghĩ về điều đó, vị không còn muốn ăn nữa, chứ không chỉ nước miếng thôi. Rau củ vị mua hàng ngày đều đã tiếp xúc với tay, phân động vật, nước tiểu, vân vân. Khi tôi mới bắt đầu tu hành, tôi không thể ăn rau một thời gian. Tôi cảm thấy chúng không sạch, không thể ăn, hiểu không? Hầu hết tôi phải không suy nghĩ đến thì mới ăn được. Được, vậy thôi. Cảm ơn sư phụ. Không có gì nữa không? Nếu không, được. Sư phụ, mỗi lần sau kỳ bế quan, con cảm thấy năng lượng dồi dào và tràn đầy ân điển. Nhưng điều này chỉ kéo dài khoảng một tháng sau khi con trở về Trung Hoa Đại Lục. Rồi con cảm thấy con hoàn toàn trì trệ, con muốn biết lực lượng gia trì chúng con mang về nhà có thật sự hữu ích cho người khác không? Bởi vì đôi lúc khi con lái xe loanh quanh và gặp người ta trên đường, lực lượng bị chia sẻ với họ. Dĩ nhiên, tại sao lại không chứ? Con biết, ý con là đối với Trung Quốc nó có... Dĩ nhiên là có hữu ích, nhưng Trung Quốc lớn quá. Cho nên không thấy được rõ ràng. Nhưng có còn ăn không? Được chứ. Chỉ một tháng hả? Mấy người này cũng đang gật đầu. Họ đều giống nhau cả. Nó không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn ở Formosa, Taiwan và các quốc gia khác nữa. Con hiểu. Cho nên con phải đi Tây Hồ hay đến gặp sư phụ lần nữa để nạp năng lượng và mang lực lượng trở về nhà. Ok. Được. Nhưng con muốn biết Bắc Kinh có nơi nào tâm linh hơn không? Bắc Kinh rộng lắm. Tôi không biết đường. Xem từ đây rất khó. Được chứ. Hay con có thể học từ sư phụ cách xem phong thủy không? Không, không phải như vậy. Đó không phải là thứ quý vị có thể học. Nếu quý vị có thể, tôi sẽ dạy quý vị. Ngay cả đôi lúc tôi cũng không thấy được rõ ràng. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, hiểu không? Đôi khi tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần của nó. Nếu tôi tập trung không được tốt, rồi càng tập trung nhiều thì càng thấy nhiều. Càng tu hành, quý vị càng thấy rõ. Tôi chỉ có thể cảm thấy mỗi nơi, mỗi khác nhau. Đôi khi con cảm thấy tốt khi ngồi thiền ở nơi này. Và đôi khi con không cảm thấy vậy nơi khác. Được, vậy điều đó có nghĩa là nơi đó tốt hoặc không tốt. Ví dụ đây con cảm thấy tốt. Ở đây tôi cũng cảm thấy tốt. Thật là một sự trùng hợp. Ok, nếu quý vị cảm thấy tốt, điều đó có nghĩa là nơi này tốt. Ở đây thật sự tốt. Cho nên con băn khoăn không biết con có thể tìm được nơi nào ở Bắc Kinh mà con cảm thấy tốt hơn không. Ok, vậy quý vị tiếp tục tìm. Hãy cầu nguyện khi tìm kiếm.
Một khi quý vị đến nơi mà quý vị cảm thấy tốt là được, bằng không khi quý vị tìm nói tiếp đi. Có rất nhiều cái gọi là năng lượng mới, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, năng lượng gió trên thế giới. Có lẽ từ góc nhìn của cảnh giới cao hơn, chúng trông như đồ chơi trẻ em và không thật sự có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, vẫn có những người làm việc trong lĩnh vực này và tham gia vào những dự án đó. Lắp đặt những năng lượng mới có ích cho thế giới không? Dĩ nhiên là có. Việc này giúp nhân loại rất nhiều và sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Con cảm thấy những công nghệ đó quá chậm tiến. Nhưng điểm khởi đầu từ đó mà. Chúng ta vẫn chưa có đủ khả năng. Được chứ. Càng có nhiều người tu hành thì sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại nó vẫn còn chậm tiến. Năng lượng mặt trời không thể sản xuất đủ điện năng. Năng lượng gió cũng vậy. Hiểu không? Dạ. Tuy nhiên nó vẫn tốt. Ví dụ tại một nơi mà tôi sống, ở đó không có điện và nước, cho nên thật tốt khi có năng lượng mặt trời để sạc điện thoại, sạc chiếc máy hút bụi nhỏ để hút bụi, và sạc chiếc tủ vít của tôi. Chiếc tủ vít có thể nạp được điện để vặn đinh ốc, cũng không tệ. Nó là như vậy. Nếu chiếc tủ vít không sạc được điện, nhiều nơi sẽ không được khóa hay đậy lại, cho nên cũng không tệ. Nói đi. Đi cầu được gia hạn thêm 20 năm nữa. Con không biết công nghệ thế gian có phát triển đủ để chúng ta có những thứ như năng lượng miễn phí không? Để xem sao. Ok. Được chứ, chúng ta phải xem phần quan trọng nhất, đó là một phần nhỏ. Từ từ rồi chúng ta sẽ thấy, được chứ, gia đình. Tôi không chắc về năng lượng miễn phí, chuyện đó không quan trọng lắm. Mọi người cần phải ăn thuần chay mới được, hiểu không? Dạ. Yeah. Vậy chúng con có thể làm gì khác cho địa phương nơi mình đang sống? Ngoài việc quảng bá thuần chay, tham dự quế quang và đem năng lượng khẳng định về, quảng bá lấy những thuần chay ngồi thiền và cầu nguyện. Đó là những việc quan trọng nhất. Thiền định rất quan trọng. Mục đích của việc thiền định rất quan trọng. Chúng ta nên chia sẻ với thế giới này, được chứ? Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Con có một câu hỏi về quán âm. Quán âm, nói đi. Nếu ai đó thiền quán âm nhiều hơn, quán quang nên có sự cân bằng. Phải vào lúc truyền tâm ấn. Có nói rồi, được chứ. Tác dụng phụ là gì ạ? Không có gì, chỉ là không được tốt. Nếu như vậy, quý vị không cảm thấy tốt. Dạ, sư phụ. Chứ còn không biết nói hơn thành tâm là còn cảm ơn sư phụ. Sư phụ đã dạy chị con rất nhiều. Con còn nhớ có lần chùm nhất mở của con đó, sư phụ ôm con vào lòng và sư phụ có nói với con câu đó: con à, đời của con khổ dữ lắm, con gắng tụ pháp môn quán âm này đó, sau này con hết khổ. Đúng vậy. Khi con theo sư phụ tới giờ đó thì cuộc đời con đó thì cũng hết khổ. Bớt khổ. Nhưng, rồi. Dạ, hết luôn. Hết luôn. Nhưng mà cái nghịch cảnh đó là sau này con có chồng đó thì con có nói trước đó, bản thân con là tu theo sư phụ. Con ăn chay, con tu pháp môn quán âm. Thì chồng con có hứa với con đó là anh sẽ ăn chay với con. Nhưng mà theo sư phụ đó để anh tìm hiểu, nếu mà hợp thì anh sẽ quỳ hai tay hai chân anh theo. Nhưng mà cuối cùng rồi anh thất hứa với con. Và anh ăn mặn thì con đã dứt phát chia tay. Dạ. Rồi sao? Thì bây giờ cuộc sống của con thì lúc nào có sư phụ đó. Thì bây giờ hiện đại đời của con sống là chỉ có sư phụ thôi. Con đi theo bước chân của sư phụ. Cô đơn. Sống, cô đơn. Sống cô đơn để nó tu hành cho không có nghĩ mấy cái vấn đề. I don't feel anything cô đơn. Dạ. Nhưng mà buồn hả? Cô đơn hả? Dạ, không, con không. Cô đơn vì bên cạnh con có sư phụ và tất cả các đồng tu thương yêu con. Rồi. Con không có cô đơn. Thì hôm nay con nhận được quà của sư phụ thì con trong lòng con sẽ đem về đó. Con
mua kẹo con nuôi đó để cho đồng tu mình trước. Và thứ hai đó là có một cái người bạn đồng tu á muốn hỏi sư phụ đó, xin sư phụ cho biết ý kiến đó là cái vị đồng tu này muốn mở một cái nhà hàng Lovinhood mà mở lớn để mà làm cái tiệc để đặt người ta đặt đồ chay đồ đám cưới đồ này kia vậy đó. Như vậy là tốt hay không tốt, xin sư phụ cho biết ý kiến như vậy. Mở nhà hàng mở thì mà tốt không tốt? Dạ không, tại vì cô ta muốn mở cái một cái nhà hàng rất lớn để mà đặc biệt đó là đãi cái những cái tiệc cưới này kia đó. Nếu mà làm được thì làm chứ có gì đâu. Ok. Ok, cảm ơn sư phụ. Thử coi hả? Hả? Thử coi, có lời thì biết liền, còn không có lời cũng biết liền. Nhưng phải coi cho chỗ cho tốt nha. Coi chỗ nào tốt á, ok. Chứ không phải chỗ nào cũng mở đại nha. Dạ, con chào sư phụ. Con ở bên Úc. Muốn mở nhà hàng bên Úc hả? Dạ, vâng. Đó là ý của con. Ok, mở chứ nhà hàng chỗ nào mà coi bộ có kiếm khách được mới mở nha. Ok. Dạ, dạ vâng. Con... Đừng có mở đại rồi cầu sư phụ rồi tôi làm sao, tôi chạy qua đó tôi ăn hả? Sư phụ mở nhà hàng rồi sư phụ nấu rồi sư phụ ăn một mình luôn. Ok, có đủ tiền không? Dạ, con chắc đủ. Ok, đủ thì ok. Dạ. Mà mở lớn quá được ha? Được ha? Okay. Dạ, được. À, sao cũng được. Ê. Thì mở lớn đó thì chừng nào có nhiều có party thì mình mở hết ra, còn thường ngày thì mình đóng những cái chỗ đó lại để mình cái nhà hàng nó nhỏ nhỏ cho nó ấm cúng, hiểu không? Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ, yeah, ok. Dạ. Chúc lành nhé. Chúc lucky. Dạ, con cảm ơn. Ok, let's Ok, bây giờ chúng ta ngồi thiền, right. Được chứ?